Chiều nay em view cho các bác xem bộ trường kỷ gỗ hương đá siêu VIP, siêu đẳng cấp, siêu sắc nét. Thông tin của nó như sau: dài phù bì 2m37, mặt ghế sử dụng 52cm, tay cuốn 9-14, chân 13 chỉ các bác nhá. Yếm thì phúc nho hạt cườm. Phúc nho hạt cườm là cái yếm mà cần độ dày rất là cao. Đấy, các bác để ý cái yếm mà nó lồi hẳn ra so với mặt ghế đấy. Hạt cườm đi ở dưới xung quanh viền. Chân bàn của nó là 9 chỉ các bác ạ, chỉ 6 ly. Mặt bàn sử dụng này, ngang 60, chiều dài 1m3. Những cái bộ siêu VIP này thì chúng em luôn bán kèm theo những cái đôn nhỏ như vậy đấy ạ. Cái bàn bên kia của nó là ván yếm dày 4,5 phân, đục lòng chảo kênh bông, tùng cúc trúc mai, hay còn gọi là tứ quý đấy các bạn. Phía sau của nó đục trơn hạt cườm các bác nhá. Đấy, phía sau như vậy, em mới tưới nước xong nên là nó màu nó sẫm như vậy. Và gỗ hương đá thì nó chịu nước được các bác ạ. Chân chỉ thì 6 ly, ở dưới gầm ghế bao giờ cũng 9 thang tuyển chọn vuông vắn. Có mộc các bác nhá. Xứng đáng đồng tiền bát gạo. Ở quê em thì cả làng đóng trường và cả làng bán trường online hết các bạn. Bây giờ mua hình thức online hết. Người thật việc thật. Khi các bác chốt đơn, đặt cọc tiền, chúng em tiến hành giao. Bộ này chúng em bán giá mộc mạc tại cửa hàng là dưới 45 triệu. Các bác mua về thêm tiền làm nguội rồi sơn lưu. Rồi các bác mua là chịu phí ship. Chúng em chỉ bán dạng mộc mạc. Đây cái đôn cái bàn nhỏ của nó đây, cái kẹp đấy. Các bác thấy không? Ở dưới khoét hai cái lỗ tròn để bình thủy. Thang đố chắc chắn các bác nhé, sắc nét. Chân ngoài mộng sắc sảo. Người thợ phải vô cùng lành nghề mới dựng được cái bộ trường kỷ như thế này nha các bác. Tay cuốn đục hình thức xoắn ốc theo cái phong cách mới nhất ở làng nghề nhà em. Với số tiền này thì các bác chỉ mua được một nửa con SH mới. Xe máy đi khoảng 5 năm, 10 năm là xuống giá. Còn cái bộ trường kỷ với cái chất gỗ như thế này thì càng để lâu càng có giá các bác nhá.